ngày hôm nay thì mình có dịp để được gặp những người em của mình. Ở đây là Như Phú, Độc Lạ Bình Dương. Còn đây là Lê Phong, là Phong Bụi. Những YouTuber rất là nổi tiếng ở trên YouTube mà quý khán giả đã biết rồi. Và ngày hôm nay thì mấy anh em mình tề tụ về báo Người Lao Động. Ở đây có anh Thắng là giám đốc tiếp thị của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, và các anh chị em bên báo Người Lao Động. Nhưng mà bây giờ một số đã rút lui rồi, uống không có nổi. Ở đây là đây là anh Trung Thanh, là mê ăn mê chơi hả? Một YouTuber mới nổi. Đó, mấy anh em toàn là sau khi mà chia tay báo Người Lao Động là đều lập nghiệp riêng hết, và mỗi người có một phong cách khác nhau. Đó, cả nhà có thể thấy đều cùng hẹn nhau về Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai. Đều hẹn nhau là tháng 1 2025. Tất cả anh em chúng tôi, mình sẽ là người chở cả Độc Lạ Bình Dương, cả Phong Bụi, rồi cả Mê Ăn Mê Chơi là sẽ lên Gia Lai một chuyến và xem trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Trường Tư Bình Phước ở vòng 1/8 của Cúp Quốc gia. Đây sẽ là trận đấu mà Công Phượng quay trở về lại sân Pleiku. Xin chào cả nhà, như vậy là sau một đêm tưng bừng thì bây giờ cũng quay trở lại với công việc thường nhật. Và sáng ngày hôm nay thì Vlog Ngoài Đường Pit sẽ có một chuyến tác nghiệp tham dự một sự kiện ra mắt bộ sưu tập đến từ Kamito với danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Mời cả nhà sẽ cùng theo Vlog Ngoài Đường Pit nha. Let's go. Vâng, biết cảm ơn. Xử lý rất là điều kiện, nó đang nghĩ đến từ người dẫn 10, 8, giày của biết cảm ơn và trang phục. Rất đẹp. 3, 2, 1, hết giờ. Đây là các sản phẩm cầu lông. Sẵn sàng quá à? Hai phần quà lớn, sẽ hơn nước cho đôi lòng. Hai phần quà lớn. Tỷ số bây giờ không còn quan trọng là các anh rất là nhiệt tình, dễ thương, đáng yêu. Xuất sắc quá. Dạ. Em cảm ơn hai anh rất là nhiều ạ. Em cảm ơn Vũ Đức, em cảm ơn Vũ Cầu ạ. Em xin tấm hình ạ. Ôi xuất sắc, phân độ quá. Hàng của em phân độ quá ạ. Rồi, em đang lấy kéo mà lúa đẹp quá anh ơi. Đây là Hoàng rapper và nhạc sĩ Huy Tuấn. Thôi 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 thôi. Đá hả? Đá đi, đá đi vui. Trời ơi, dữ vậy. Không cần biết thắng thua, làm mình sáng đúng không ạ? Rồi, mời anh Dũng. Khang ơi, cầm này. Không có anh Khang. Em mời anh Khang bước đi, bước người tới chơi luôn. Bước đây, cầm đồ cho anh mời anh lại đây. Hay quá à, mấy khi thấy mấy anh em nhà báo này nọ, mình sẽ thử phụi phụi. Mình thử phụi 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 với nhau nè. Trời ơi. Trời ơi, bộ thân viên nữ sẽ bước qua, bước đi lên đâu kìa. Hai phút bắt đầu đã vô hả? Đã vô cũng thành, mình đá phản với nhà cũng được, miễn sao là mình có được tỷ số cuối cùng. Chúng ta đã thấy được rồi, những bước chân rất là thần tốc. Thôi thì thôi, trời hay quá em ơi, chọn một cái dịp cốt mà xin 30 mình còn lấy được bàn thắng, tuyệt vời, một không cho đồng Nguyễn Khang. Đúng rồi, nhà Nguyễn Khang được nhiều.
bị ai không rồi. Chưa thấy được sự của bạn rất nhiều người. Ui ra, oh, một pha bóng hơi hớ hình của Khang đã giúp cho Hữu Dũng cấp bàn thứ một đều rồi. Và chúng tôi đã thấy được sự xuất hiện của những từ FIFA và bạn Gia Lai đó là Châu Hồng An. Châu Hồng An thứ nhất quá Châu Hồng An. Hay ba. Chúng ta đã trôi qua được một phút rồi và bây giờ sẽ là 60 giây tiếp theo. 60 giây cuối cùng định rằng 2-1 đang nghiêng về Hương Trang. Đây chính là những cầu thủ trong đội lúc tiếp kỳ bản lịch sẵn vào nhau. Tuổi trẻ tài cao. Chuyện bài tháng ở thứ 90 còn mấy mấy mấy. Chúng tôi thấy được cái gì cũng một thôi thứ 2 mà sống vậy. Xin cảm ơn fan Liverpool đã giúp cho các bộ. Ây da quá. Dạ. Đây ạ. 70 phải không? Im đi, đừng có nhắc tới 70 nữa. Im đi, nhắc tới 43. Dạ. Chào tấm hình nè. Từ. Cảm ơn Khang, cảm ơn Dũng. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn tôi. Thank you. Đây mấy bên đây. À mấy rồi Thái. Cảm ơn Thái nha. Cảm ơn em. Hello. Hello. Ôi, lâu quá không gặp anh Tuấn. Dạ, chúc sức khỏe anh. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Một chút nữa thì sẽ có party và event sự kiện. Lúc này đây thì mình thấy có cả đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhiều nghệ sĩ, có sự xuất hiện của các thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Châu Ngọc Quang, Dũng Quang Nho và huấn luyện viên trưởng anh Lê Quang Trải. Anh yêu đi tìm mà hả? Đi tìm phải không? Đi tìm liền. Quà to quá, quà to. À vừa chơi hả? Ai thắng? Thua bắn rổ à? Để đưa phút cuối đâu quá à? Sao giống quá à? Sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Còn đây là em tôi, YouTuber Sao Thể Thao, đồng hành cùng với tôi ở Campuchia. Rất là đáng yêu luôn. Ở ngoài thì chúng ta có thể thấy là Duy Nhất có thể hình rất là gọn. Tuy nhiên anh là một trong những võ sĩ nổi tiếng nhất của Việt Nam chúng ta. Lê Văn Sơn, chân ổn chưa? Đỡ rồi đúng không? Mà hai người đỡ hai bên hả? Vậy à? Vậy hả?
bây giờ các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ về để đi họp đội vào trưa ngày hôm nay. Không thể thiếu được rất đáng giá
giá đến từ tất cả chúng ta dành cho Capito. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Có khác biệt để trở nên đặc biệt và có văn hóa điều tra trong ngày sắc màu tươi sáng. Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, tôi nhìn ngắm nó như một bức tranh di sản. Người nghệ sĩ vẽ nên những đường nét bằng đôi chân, tô vẽ bằng đam mê thủ thiết, bằng chữ nhỏ trong từng hơi thở, bằng khát khao, bằng niềm tin, bằng sự quyết đoán, bằng chiến thắng. Không chỉ là một cuộc chiến, bóng đá còn là một tác phẩm kỹ thuật, uyên chuyển, tinh tế. Nghệ sĩ trong những khoảnh khắc quyết định, màu áo tung bay, bước nhảy tiếp nối bước nhảy, cả đêm tiếp nối biểu tượng, tinh thần mới tiếp nối văn hóa. Để nghệ thuật là những mảng màu giao thoa, nghệ sĩ là kế thừa. Người bạn đồng hành rất là tin yêu đối với thương hiệu Capito. Chúng tôi thấy được sự xuất hiện của vận động viên Nguyễn Thức Minh, vận động viên Vũ Thị Trang, rồi vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất. Bên cạnh đó là những nghệ sĩ như là nhạc sĩ Hoàng Bách, rồi anh Vũ Đức Vĩnh, cùng với những doanh thủ như là anh Tài Em, Tuấn Tài, Hà Đức Chinh, cùng với rất nhiều thành viên khác trong ban huấn luyện của hai đội VKMX Bình Dương cùng với Gia Lai. Và bên cạnh đó là xin trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ, những cảm xúc và những lời cam kết đến từ bà Trần Cẩm Ninh, tổng giám đốc của công ty. Những lời chúc cũng như là sự hiện diện của rất nhiều người bạn đồng hành rất là tin yêu đối với thương hiệu Capito. Chúng tôi thấy được sự xuất hiện của vận động viên Nguyễn Thức Minh, vận động viên Vũ Thị Trang, rồi vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất. Bên cạnh đó là những nghệ sĩ như là nhạc sĩ Hoàng Bách, rồi anh Vũ Đức Vĩnh, cùng với những doanh thủ như là anh Tài Em, Tuấn Tài, Hà Đức Chinh, cùng với rất nhiều thành viên khác trong ban huấn luyện của hai đội VKMX Bình Dương cùng với Gia Lai. Và bên cạnh đó là tân chương trình xuất hiện người bảo vệ hết chương trình sáng ngày hôm nay chúng tôi nhất thể Nguyễn Hồng Sơn. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ xuất hiện của nhà thiết kế cơ hồ Kim Xuân Vũ. Ngày hôm nay rất hấp dẫn, một trăm tay lực lượng đến từ quý vị cũng cho một cái quốc rất đặc biệt này. Có nhà nghĩ là Kim Xuân Tú lại có một bàn tay khéo léo và một khối óc rất là sáng tạo về chất thẩm mỹ, về những thiết kế và những đam mê và nguồn cảm hứng. Vì sao mà Kim Xuân Tú đến thời gian này tạo ra được một sự vật được mang tên là Artista, và ý nghĩa của Artista là gì? Lần đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì trả lời câu hỏi của anh Hoàng thì những nguồn cảm hứng khi mà làm ra bộ sưu tập Artista này đã được thể hiện khá là rõ ràng trong đoạn TVC vừa xong rồi. Nhưng em chỉ muốn bổ sung thêm một điều là trong quan điểm của em, nghệ sĩ không phải lúc nào cũng biết phải đứng trên sân khấu trình diễn, mà tiềm ẩn trong mỗi chúng ta đều có một cái chất nghệ riêng của mình. Nó đến từ những cái công việc hết sức bình thường này, như là khi mình chơi thể thao này, khi mình đứng nhảy hoặc là mình hát theo một cái giai điệu nào mình thích, đó chính là lúc cái chất nghệ trong mình nó được bộc lộ ra. Và những cái khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống, mặc dù nó xảy đến rất ít thôi, nhưng mà nghĩ nó sẽ giúp cho chúng ta giảm rất nhiều những căng thẳng, mệt mỏi khi mà chúng ta đi làm, đi học hoặc là lao động. Và đó chính là cái tinh thần mà bộ sưu tập Artista lần này muốn gửi tới quý vị. Quá tuyệt vời, em là nhân viên sống cho cái sự nghệ của anh Kim Xuân Tú. Mỗi lần mà đội đá cái nghe anh em rủ nhau đi lai rai á, anh say xỉn lên nặng nghề nhiều lắm quý vị. Là bảo bảo lúc đó là những cái câu nói rất là hề, rất đáng yêu nè, rồi những cái sự sáng tạo, những cái ngẫu hứng của Kim Xuân Tú nó sẽ được bộc lộ rất là dễ dàng. Và trên sân bóng cũng vậy, và bất cứ một sàn đấu nào của thể thao cũng sẽ giúp cho chúng ta thăng hoa.
Và cái câu rất là hay và rất là thích, đó chính là chạm là nghệ thuật và chơi là thăng hoa. Vì sao chúng ta có được câu này? Bởi vì khi mà chúng ta chơi thể thao ấy, mình sẽ có những cái khoảnh khắc mà mình làm cái điều mà mình tưởng đó là những cái khoảnh khắc mà nhiều khi mà trong mình làm lại thì mình không thể làm được. Giờ là mình chạm chạm là cái trò chơi thể thao ấy, những cái câu đấy là nó rất là chuẩn trong cảm ơn nghĩa sử rất là em trong được đến đây muốn chia sẻ thêm hai điều nhỏ, nghĩa là trong ngày hôm nay em thực hiện được hai điều ước mơ. Ước mơ đầu tiên là được làm công việc liên quan đến thời trang, và ước mơ thứ hai là cảm ơn khi mà nhỏ khi mà mỗi lần đến sân xem bóng đá, đặc biệt là những trận đấu sẽ có mặt trong khung sân thì tất cả các bé của bé khi bóng đá đều có ước mơ là được chú Hồng Sơn dắt tay bước ra sân cỏ. Ngày hôm nay tuy là được dắt tay chú Hồng Sơn trên một sân khấu hoàn toàn khác lạ, đấy là niềm vinh dự của em. Em xin được gửi lời cảm ơn đến anh Trâm, chị Linh, cảm ơn Camito cũng như cảm ơn chú Hồng Sơn đã nhận lời hợp tác trong sự kiện lần này để em có được cái vinh dự thực hiện ước mơ của mình. Mọi người đã thiết kế và tổ chức giống rất nhiều sẽ là cánh cửa đầu tiên để mở ra một kỷ nguyên mới và một chiến thắng đại diện cho đặc biệt này. Xin được cảm ơn mọi người đã cùng em tận 3-4 giờ sáng luôn quý vị ơi, nhiều lúc thấy anh không ngủ luôn mà sáng vẫn phải tập luyện cùng với đội nữa, mệt không tốt. Nếu mà trả lời theo đúng kịch bản thì là em phục vụ em không giờ em thức đêm đâu, ngủ sớm lắm 10 giờ em nên giờ đi ngủ. Không có thảy đây cứ nói thật đi em. Thật ra thì ngoài những giờ mình phải tập luyện này đúng cái lịch của đội thì những thời gian rảnh cũng là một chút thời gian buổi trưa, một chút thời gian buổi tối, tại vì đi chơi game thì mình ngồi mình vẽ đã không. Cảm ơn Tuấn đã chia sẻ. Và kính thưa quý vị, chắc chắn ở đây chúng ta đã có theo dõi cũng như là đồng hành với vận động viên Hồng Sơn từ rất lâu rồi. Từ vai trò là một người giúp nhân Sơn, rồi giống như là những cái giao hội của em đây, cùng với tất cả quý anh chị. Rồi thời gian gần đây, khi thấy sự chuyển mình của anh Sơn với rất nhiều cái sân khấu và sân cỏ khác nhau, và bên cạnh đó là buổi họp báo ra mắt sản phẩm sách đầu tay của anh với cuốn hồi ký Hồng Sơn Công Chúa, thì ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ về động lực, lý do vì sao anh gật đầu đồng ý để kết hợp cùng với Camino tạo ra bộ sưu tập mới ạ. Trước hết thì Hồng Sơn cũng gửi lời chào tất cả các quý vị có buổi ra mắt ngày hôm nay, họp báo ra mắt ngày hôm nay. Và cũng phải chia sẻ một chút là với cái thế hệ Hồng Sơn thì khác với cái thế hệ của Tú một chút. Đó là thời kỳ đó thì những cái năm 90 thì phải nói là đất nước chúng ta là rất là đang khó khăn. Thì về cái ăn uống, về cái trang phục tập luyện, về các cái mọi cái để phục vụ cho cái việc tập luyện thi đấu của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng thì nó rất là khó khăn. Và tôi còn nhớ lại thì những cái thời kỳ đó thì phải nói rằng để kiếm được một cái đôi giày vấn đề hay là một cái trái bóng hoặc là một cái bộ trang phục để tập luyện đôi khi nói đến thi đấu thì phải nói rằng rất là khó. Và cái chất liệu thì nó thật sự là nó cũng còn thơ sơ lắm, rất là thơ sơ lắm. Và những cái quả bóng đá đó thì gần như không có một cái tiêu chuẩn nào cả. Đấy, mưa một chút thôi là có thể nó nặng, rồi nó đá một trận nắng thôi nó méo mó. Và đôi giày đinh cũng vậy, đôi giày đinh thì phải nói rằng là vẫn còn các cái đinh như đinh ống hút, vẫn còn đinh ống hút để cắm lên bàn chân của các cầu thủ. Và sau đó đến vài những năm sau, khi mà quan hệ về cái quốc tế chúng ta được mở ra thì sau những năm 98, 2000 thì bắt đầu là chúng tôi mới được thưởng thức được những cái bộ trang phục của nước ngoài. Và để nói như vậy để mới cảm nhận được là càng về sau này thì cái việc mà những cái trang thiết bị đó phục vụ cho thể thao mà như Tú vậy có nói là đây là một môn nghệ thuật thì dần dần chúng ta thay đổi cái tư duy, thay đổi cái cách làm việc, thay đổi làm sao để đưa ra những cái sản phẩm tốt nhất, ưng nhất cho các vận động viên thể thao nói chung và cầu thủ nói riêng. Thì từ đó thì cái chất lượng của các cầu thủ đem lại
Ví dụ như Hồng Sơn ra sân bây giờ ở tại sân Mỹ Đình, sân Thống Nhất, sân Bình Dương hay sân Nam Định, bất cứ một cái tỉnh thành nào thì cái mặt sân bây giờ nó quá đẹp luôn. Và cái trang phục cả các cầu thủ mặc lên cũng vậy thôi, là nhẹ này, rồi ôm body này, hay là không bị ngấm này, rồi mồ hôi thì nó thấm vào này, sốt nhẹ. Và những cái đôi giày cũng vậy, nó vừa nhẹ, nó có các cái độ xoắn, độ tạo những cái khả năng kỹ thuật của mình tăng lên rất là nhiều. Thì chính như vậy thì cái khả năng của các cầu thủ càng tăng lên. Và một cái điều mà Hồ Sơn cũng rất vinh dự là Camito đã gửi gắm nên là ngày hôm nay Hồ Sơn đến đây. Cảm ơn Sơn rất nhiều, một cảm ơn.